xin chào bây giờ mình sẽ tới với bảng uh, liên từ này thì trước hết giải thích từng cái một cho mình nhé cái liên từ này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái bài punctuation tức là bài cấu trúc câu thế thì bây giờ ở đây thì mình sẽ nhìn thấy này đây là sẽ có hai cái kiểu câu chính đấy là câu ghép và câu phức uh, thế thì tương tự như vậy mình sẽ cũng sẽ có các cái liên từ của câu ghép và các cái liên từ của câu phức sang bên này sẽ là adverb tức là trạng từ và preposition sẽ chính là giới từ tất cả những cái này đều có chức năng để nối câu rồi bên này sẽ là nghĩa này thì addition sẽ chính là nghĩa mang nghĩa thêm vào time là thời gian contrast sẽ chính là nghĩa đối lập reason là lý do purpose là mục đích condition là điều kiện và choice chính là lựa chọn thế bây giờ giải thích tiếp tục này rồi như mình đã xem trong clip về cấu trúc câu rồi thì uh, các cái câu ghép ấy sẽ đi với nhau theo kiểu là I phẩy conjunction I tức là subject verb phẩy conjunction subject verb thì những cái này nó sẽ gọi là fanboys for and no but or yes so và bây giờ sẽ là nghĩa của từng cái một này and sẽ có nghĩa là và ví dụ he is very handsome comma phẩy and he is very intelligent vừa đẹp trai vừa thông minh ok tiếp Uh, đến contrast sẽ là đối lập thì mình có hai từ riêng rẻ nhé đây không phải hai từ chung but sẽ là nhưng còn yet sẽ là tuy thế ví dụ he is very rich phải but he has no girlfriend mặc dù anh ta rất là giàu nhưng anh ta không có bạn gái ok cái từ yet mà đứng giữa câu thì nó sẽ có nghĩa là tuy thế và mình sẽ phân biệt với cái từ yet mà đứng cuối câu thì nó có nghĩa là vẫn chưa ví dụ mình hay gặp cái câu là i haven't finished it yet Tố vẫn chưa ăn xong đâu, chưa làm xong đâu thì cái này khác nhé. Tiếp này, for mà đứng giữa câu của câu phức ấy, à sorry của câu ghép ấy, thì sẽ là bởi vì. Sau so sẽ là chỉ mục đích. O hay no đều là lựa chọn. Rồi sang bên này nhá. Mình ghi bài giúp cô với, mình ghi nốt vào trong cái bảng với với. Bây giờ đến các cái liên từ phụ thuộc này thì sẽ có, có hai kiểu đúng không? đi phải ai hoặc là id tức là nếu như cái mệnh đề phụ thuộc đứng đằng trước thì phải phải còn nếu mà đứng đằng sau thì nó không phải Ví dụ Ok When I arrive Khi tôi đến Phải I will tell him Khi tôi đến tôi sẽ bảo anh ta Thế thì những cái phụ thuộc này Mình hãy nhớ rằng nếu nó đứng trước Câu chính thì nó phải phải Còn nếu nó đứng sau thì không cần phải Phải là optional Tức là phải cũng được, không phải cũng được Và thường thì là không phải Ok, cái này phải nhớ nhá Thế nên là, đấy là lý do vì sao mà Because đứng đầu câu thì phải phải còn nếu because đứng giữa câu thì không phải bây giờ đến giải thích từng cá một này bây giờ cô sẽ giải thích theo chiều ngang chứ không thể thích theo chiều dọc nữa bởi vì là nó sẽ xếp cùng một ý nghĩa với nhau cái phần cột và cái dòng thứ hai này thì nó sẽ liên quan tới cái cấu trúc câu nếu như là câu ghép thì sẽ là i phẩy conjunction i tức là subject verb phẩy liên từ subject verb còn nếu nó là câu phức thì nó sẽ là đi phải ai hoặc ai đi. Còn nếu như nó là trạng từ thì nhớ này. Trạng từ không nối câu mà trạng từ thì mang cái chức năng là bổ nghĩa. Thế nên nếu như dùng trạng từ để liên kết thì không được mà đơn giản là nó phải dùng cái, cái dấu để chấm vào ví dụ viết câu rồi chấm, viết hoa trạng từ, phẩy subject verb. Hoặc subject verb chấm phẩy rồi trạng từ, phẩy subject verb. Cái này nó rất là khác đấy nhá. Nhìn cái cú pháp của từng cái này một là khác nhau đúng không? 1 2 3 4 cái này khác hẳn nhau. Và bên cạnh cuối cùng sẽ chính là giới từ. Giới từ tương tự như vậy nó cũng không có chức năng làm liên từ hay liên kết câu nhưng nó có chỉ có chức năng là chuyển ý. Và giới từ thì bắt buộc phải theo sau là một cụm danh từ, thế nên nếu như mà cụm giới từ đứng đầu câu thì sẽ cách câu bằng dấu phẩy rồi subject verb. Rồi bây giờ giải thích từng cái này. Những cái mà cùng một hàng với nhau thì sẽ có ý nghĩa giống nhau. Thế nên là ở đây là addition tức là thêm vào <laughs> Và phải là cùng trường nghĩa thì and In addition là thêm vào này Moreover là hơn thế nữa này Furthermore là hơn thế này Besides là bên cạnh Similarly là tương tự Around the same time là cột từ nhé Có nghĩa là cùng một lúc Bên này cũng vậy Addition to và besides Nhưng hãy nhớ rằng đây là giới từ nó không đứng một mình Ok Rồi Thế bây giờ Uh, ví dụ nhá như vừa rồi cô nói đúng không he is very handsome anh ta rất đẹp trai and he is very intelligent thì câu này mọi người có thể viết lại như sau thành là he is very handsome chấm in addition vậy he is very intelligent ok còn sang cái phần giới từ này thì tiếp tục này he is very handsome chấm in addition to being very handsome vậy hoặc là in addition to có thể phải luôn nhưng mà in addition to là giới từ nên nó không đứng một mình thế nên là cái in addition rồi phải còn in addition to thì bắt buộc mọi người phải cộng với cả một cụ từ thế nên mình thường sẽ thường nói là in addition to being very handsome phải, he is very intelligent ok thế có nghĩa là học cái này thì mình có thể cùng một ý nhưng mà mình sẽ có thể làm sao viết thành nhiều kiểu câu khác nhau Đấy nhá, bây giờ tiếp tục sang cái dòng tiếp theo này. Time là thời gian nhé Ví dụ mình có when là khi, while là trong khi, as soon as là ngay khi, after là sau, before là trước, until là cho tới và once là từng. Bên này là then với after what là sau đó này. Until, during, after, before và by nghĩa tương tự như vậy. Ok, nhưng mà có cách dùng của như là giới từ. Bây giờ đến những từ đối lập nhá. Ok thì giải thích những từ đối lập này xong thì cô sẽ cho gì cho nghĩa này và cho ví dụ luôn đây như vừa giải thích rồi thì từ bất và từ yet là tuy thế còn although và even though và though là mặc dù nó sẽ có cái ý là nhượng bộ however là tuy thế nevertheless là tuy thế nonetheless là tuy thế mấy cái từ này đều thay thế cho nhau hết được in contrast là đối lập và by contrast cũng vậy còn actually là kiểu thực ra thì tức là ý là đang định nói cái này nhưng mà thực ra thì cái khác Despite, inspire of và regardless of là giới từ Thế nên nó không đứng một mình mà nó phải có đằng sau là một cụm danh từ hoặc là verb in Thế nên bây giờ ví dụ này Ok, đây, thì mình sẽ thấy rõ nhất đây, ví dụ nhá He is very handsome, phải, yet he has no girlfriend Anh ta rất đẹp trai nhưng anh ta không có bạn gái Và đây là một câu ghép subject verb phẩy conjunction subject verb mà cô hay gọi cái này là I bởi vì I là mệnh đề độc lập I phẩy conjunction I và từ cái câu này mình có thể có tận 5 cách viết khác nhau đấy thì bây giờ mình chép cái ví dụ này vào để mình biểu để mình biểu thị bởi vì lát nữa cô sẽ bắt mọi người là viết lại câu sao cho ý không đổi dùng những cái conjunction và những cái liên từ hay là trạng từ hay là giới từ mà cô cho đấy nhá đây một kiểu câu như thế này mà mình có thể viết thành năm kiểu này kiểu thứ nhất là viết thành câu phức although he is very handsome vậy he has no girlfriend okay hoặc he is very handsome chấm vậy however he has no girlfriend chấm he is very handsome chấm however viết hoa vậy he has no girlfriend rồi kiểu bốn kiểu năm là kiểu cao cấp hơn đúng không bởi vì hãy nhớ rằng là giới từ thì không phải là cộng với một câu được mà nó chỉ cộng với cả một cụm danh từ nên mình phải biến cái này thành một cụm danh từ Despite being very handsome, phải he has no girlfriend. In spite of his attractiveness, vậy he has no girlfriend. Ok. Rồi, cô nghĩ là mình đã hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ luyện tập nhé.